Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 41. Chương 401. Vạn Cổ Dạ Vị Ương 2. Thuyền trúc khởi hành, bắt đầu vượt biển. Vương Huyên biết, kỳ thật chính là đang ở trong hồ nhỏ màu lam, không có biển gì. Tiền bối, người còn tâm nguyện nào trong hồng trần mà chưa đạt được hay không, tôi sẽ giúp người hoàn thành. Vương Huyên mở miệng, hắn cảm thấy người lái đò đêm nay có chút trầm mặc, tựa hồ tâm sự trùng trùng điệp điệp. Không có, ngay cả bản thân ta cũng đã mục nát, tiêu tán, càng không nói đến những người cùng chuyện trải qua trong hồng trần. Ta mà ngươi nhìn thấy, thực sự chỉ là một phần còn lại của lực lượng thần bí, đừng cố gắng trao đổi bất cứ thứ gì với ta không giúp được ngươi. Người lái đò lắc đầu, vậy ngươi có bí tịch liệt tiên nào muốn truyền thừa lại hay không? Mỗi một bí thiên như vậy mất mát đều chính là bất hạnh của nhân gian, ta có thể giúp người một lần nữa mang nó trở lại nhân gian. Vương Huyền nói, lần trước khi tiến vào, hắn không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại quen thuộc, lập tức ý thức được người lái đò hẳn là một thành viên trong liệt tiên, là bảo tàng sống. Người lái đò bị chọc cười, lần đầu tiên gặp được một người như vậy, đặt chân vào bí lộ thệ địa, không chỉ lấy không một đống đồ của yêu tiên bạch hổ, còn dám đối chọi gay gắt với nữ yêu tiên áo đỏ. Tuyên bố ở nhân gian chờ nàng đến, mà hiện tại ngay cả người lái đò như ông ta cũng bị nhớ thương. Mấu chốt là, người thanh niên này còn ra vẻ nghiêm túc không gì sánh được, đây là thể hiện của nội tâm cực độ cường đại sao. Người lái đò nói, những thứ này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta là người thủ ước, nhất định phải tuân thủ quy tắc, không được can thiệp vào bất kỳ quá trình tu hành nào của sinh linh bước vào bí lộ. Sau đó, ông ta cười hỏi Vương Huyên, có muốn giao dịch cùng liệt tiên, tiếp cận Đại Mạc hay không? Vương Huyên lắc đầu, nói, quên đi, tôi cũng không có gì để trao đổi với bọn họ. Mặt khác, vẫn là nên, khiêm tốn một chút đi, không thể để cho bọn họ biết được tôi có thể tiến vào lần thứ hai. Hắn suy nghĩ một chút, rồi thỉnh giáo người thủ ước trước mắt, nữ yêu tiên áo đỏ đại khái sẽ dựa vào thủ đoạn như thế nào để tiến vào nhân gian. Hắn muốn có mục tiêu để chuẩn bị. Khó nói lắm, vô luận nàng đi tới nhân gian như thế nào, thì cũng đều phải trả một cái giá không nhỏ, nàng không dám toàn thân tiến vào. Thực lực thân thể tiến vào dương gian hẳn là sẽ không cao lắm, bằng không nàng sẽ không thừa nhận nổi phản chế của cựu ước. Vương Huyên suy nghĩ, nói, thực lực sẽ không quá thái quá, nếu tôi bắt được nàng, mạnh mẽ giữ lại nhân gian, có thể dùng thân thể này để chế ước chính nàng phía sau Đại Mạc hay không? Người lái đò nhìn hắn, tâm phải lớn cỡ nào mới dám nghĩ như vậy? Ngươi nghiêm túc đấy à? Vương Huyên gật đầu, nói, con người phải có ước mơ, vạn nhất thực hiện được thì sao? Hắn quyết định, gần đây nhất định phải tận hết khả năng để tăng lên thực lực. Vạn nhất nữ yêu tiên ở nhân gian thực lực không cao, như vậy đến lúc đó có thể cho nàng một kinh hỉ thật lớn. Thuyền trúc vượt biển mà đi, người lái đò không liên lạc với người phía sau Đại Mạc, nhưng phát hiện dị thường trên mặt biển, ngay cả Vương Huyên cũng nhìn thấy. Bình phiêu lưu, thệ địa cũng có loại vật này. Vương Huyên kinh ngạc, phía trước có một cái bình nhỏ màu bạc lấp lánh, theo mặt biển trôi dạt về phía thuyền trúc. Người lái đò gật đầu, là từ phía sau Đại Mạc ném ra. Ông ta mở bình bạc ra, lập tức có một đạo lưu quang lao ra, bị ông ta bắt được, biết được nội dung. Có người muốn trả giá cao, ngăn cản nữ yêu tiên áo đỏ, hiện tại đang tìm người hợp tác. Người lái đò trực tiếp nói ra thông tin trong chai. Hơn nữa, cái bình phiêu lưu này không chỉ xuất hiện ở chỗ này, mà còn xuất hiện ở các đại biến địa khác. Tin tốt, Vương Huyên vui sướng. Ngươi có muốn liên lạc với người đó không? Cùng nhau hợp tác? Người lái đò hỏi. Không được, tôi chỉ nhìn bọn họ tranh đấu thôi, sẽ không tham dự. Vương Huyên từ chối, sau đó bổ sung, ai biết được đó có phải nữ yêu tiên áo đỏ tự biên tự diễn, ngồi câu cá chờ tôi tự đưa tới cửa hay không? Người lái đò ngẩn ra, người trẻ tuổi thời đại này đều không chất phác như vậy sao? Học tập một đám lão quái vật. Vương Huyên đứng dậy, hắn cảm thấy thân thể ngứa ngáy, hoạt động trong cơ thể tăng cường, thể chất tăng lên, hắn bắt đầu diễn luyện kim thân thuật, chờ mong trở nên mạnh mẽ. Tiền bối, vầng trăng sáng trên trời này có cái gì, người đã từng đi qua chưa? Vương Huyên vừa thư giãn thân thể, vừa nói chuyện phiếm với người thủ ước. Bởi vì, hắn nghĩ về mặt trăng ở cựu thổ, và mặt trăng mới xoay xung quanh tân tinh, trên mặt đều có hố lớn. Một cái có liên quan đến công nghệ đen, một cái có liên quan đến liệt tiên.
Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 402, Vạn Cổ Dạ Vị Ương 3. Không biết trên mặt trăng sáng ở thệ địa có gì cổ quái hay không. Chưa từng đi lên, quy tắc không cho phép ta tiếp cận nơi đó. Ồ, vậy thì thật đúng là có chút khả nghi, tiền bối người nhìn xem, trăng tròn kia có giống như là một cánh cửa ánh trăng hay không, thông tới nơi nào nhỉ? Mặt ngươi rớt rồi kìa. Người lái đò ngắt lời hắn rồi chỉ vào mặt hắn. Vương Huyên không thèm để ý, nói, không có việc gì, lột da bình thường mà thôi, rơi rết nên tôi quen rồi, lần sau khi tôi vào, ngươi cũng sẽ quen. Người lái đò không nói gì, rất muốn nói, ngươi còn có thể tiến vào. Thế nhưng, lần trước ông ta cũng cho rằng như vậy, kết quả đối phương lại xuất hiện lần nữa. Vương Huyên tiếc nuối, hắn cởi một tầng da, cũng chỉ là tăng lên đến đại tông sư hậu kỳ, cũng không chạm tới siêu phàm, hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Người lái đò nhìn hắn có chút ngứa mắt, trong một ngày liên tục đi bí lộ thệ địa hai lần, từ cấp bậc tông sư phàm nhân tăng lên đến đại tông sư hậu kỳ, còn chưa thỏa mãn sao? Chủ yếu cũng là bởi vì đại bộ phận dược tính của quả yêu ma đã bị ngươi bài tiết ra ngoài cơ thể, ngươi phải học cách biết thỏa mãn. Vương Huyên thở dài, nói, còn có thể như thế nào, vậy tôi chỉ có thể lần sau lại đến. Người lái đò không muốn nói chuyện, cuối cùng mới cảnh cáo hắn, không nên thật sự đem nơi này trở thành đất lành, nếu chỉ hơi vô ý mà nói, hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện. Ông ta trực tiếp đuổi Vương Huyên xuống thuyền, trong thời gian ngắn không muốn nhìn thấy hắn nữa. Vương Huyên xử lý ra bong chóc, trên đường diễn luyện thể thuật của Trương Đạo Lăng, thức thứ tư không còn miễn cưỡng mới có thể thi triển nữa, mà là hoàn toàn thông suốt. Hắn có thể một mạch thi triển bốn thức đầu tiên, đây là hiện thân của lực công kích mạnh nhất của hắn. Ngoài ra, kim thân thuật của hắn đã luyện đến tầng thứ bảy hậu kỳ, lực phòng ngự lại tăng lên. Môn thể thuật này, không có mấy người sẽ đi luyện. Không nói sáu tầng đầu tiên, dưới tình huống bình thường, chỉ riêng tầng thứ bảy muốn luyện ra thành tựu đã cần đến 64 năm. Ngoại trừ người siêu phàm tinh vực, mượn dùng các loại dược thảo mới có thể luyện, người bình thường nhìn không thấy hy vọng. Mà Vương Huyên đi bí lộ thệ địa hai lần, đã sắp đem tầng thứ bảy hoàn toàn luyện thành, nếu truyền ra ngoài mà nói, tất nhiên sẽ làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, rung động không thôi. Đi tới tuyệt địa, đã là sau nửa đêm, bầu trời đầy sao, từ phương xa truyền đến các loại tiếng gào thét của quái vật, vô cùng khiếp người. Vương Huyên ở nằm xuống khoảng đất ở rìa bên thệ địa ngủ một túc, ngày hôm sau sáng sớm thức dậy, quan sát động tĩnh xung quanh. Lại có chút bất đắc dĩ hắn liên tục xuống tay với kỳ dược của ba con quái vật siêu phàm là tầm xà, ngân hùng, tơn, quy, khiến cho tất cả sinh vật trong khu vực này đều cảnh giác, trong vòng mấy ngày tiếp theo đều khó có thể đến xào huyệt của chúng. Sáng sớm, hắn liền nhìn thấy sơn quy màu đồng thau đang tuần tra ở trên vách núi, ở giữa tán cây, nhẹ nhàng đi vội, giống như là đang đạp lăng ba vi bộ, hoặc là nói là đang luyện linh quy vi bộ. Thân thể nó nhẹ như yến, đều sắp bay lên, mò mẫm tìm kiếm khắp núi rừng, đây hiển nhiên là mang thù, muốn lôi Vương Huyên ra ngoài. Bởi vì, nó tin tưởng tên kia chưa chết, đang trốn ở phụ cận tuyệt địa, bởi vì nó đã tận mắt nhìn thấy hắn ra vào nơi đó, mà không phải chuyện gì đáng ngại. Vương Huyên bất đắc dĩ, ở rìa sương mù vòng một vòng lớn, tránh được sơn quy, từ phương hướng khác thoát khỏi khu vực thệ địa, mấy ngày kế tiếp hắn không có ý định tới đây nữa. Hắn đánh giá, phàm là sinh vật hình người tới gần nơi này đều sẽ gặp phải xui xẻo, không biết đám Triệu Thanh Hạm như thế nào. Vương Huyên lo lắng, đã qua một ngày một đêm, hắn tuy rằng dẫn dắt đại địch, cuối cùng giải quyết những đại tông sư ngoài hành tinh kia. Thế nhưng sau đó hắn lại biết được, không chỉ có một nhóm người như vậy đến đây. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng hắn cho rằng có Mã đại tông sư đi theo bên người, Triệu Thanh Hạm sẽ không đến mức gặp nguy hiểm, chỉ là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Huyên dọc theo đường cũ đuổi theo, trên đường, hắn lộ ra vẻ ngương trọng, quả nhiên lại gặp phải một nhóm cường giả trẻ tuổi, tất cả đều là người ở lĩnh vực đại tông sư. Hắn lắng nghe những người đó trò chuyện, dùng lĩnh vực tinh thần nắm bắt, rốt cuộc lấy được một ít tin tức rất có giá trị. Trong thâm không, có ba tinh cầu siêu phàm có liên hệ với nhau, lần này sau khi ước định thì cùng nhau đi tới mật địa cạnh tranh, ba tinh cầu tổng cộng có 12 tổ chức. Bởi vì mật địa có vật thần thánh, là cơ duyên mà liệt tiên lưu lại, đáng để hậu thế tranh đoạt. Ở khu vực bên ngoài sẽ tiến hành trận chiến dưới siêu phàm, người thắng cuối cùng
sẽ đạt được bảo vật liệt tiên để lại. Đối với người còn chưa siêu phàm mà nói, có thể đổi mệnh. Vương Huyên động dung, nhưng hắn trước mặc kệ những thứ này, quyết định đi tìm Triệu Thanh Hạm trước. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 403, gặp lại nhau một. Sáng sớm, Vương Huyên đón Bình Minh lên đường, đi tìm những cố nhân của Tân Tinh. Hắn nghĩ đến Ngô Nhân bị quái vật bắt đi, không còn tin tức gì nữa. Mình cách siêu phàm cũng không phải rất xa, mình sẽ đi tòa đại hạp cốc kia. Một khi siêu phàm, vô luận như thế nào Vương Huyên đều phải đi xem một chút. Vào buổi sáng này, cũng có người đi sâu vào trong mật địa, rời xa khu vực bên ngoài. Lão Trung, không nghĩ tới ông còn rất chiếu cố hậu nhân. Lão đầu tử Tống gia nhìn thoáng qua cách đó không xa. Lúc này, hai chị em Trung Tình cùng Trung Thành đang nướng thịt chuột, mặc dù là sinh vật siêu phàm, nhưng vẻ mặt hai người bọn họ vẫn rất thẫn thờ. Hai người lớn như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị ép ăn chuột. Trung Dung thở dài nói, con trai con gái không trông cậy vào được nữa, chỉ có thể bồi dưỡng từ đời thứ tư, đời thứ năm. Lão đầu tử Tống gia khinh bỉ, nói, lão gia hỏa tham sống sợ chết như ông, chí ở ngũ sắc kim đan. Tôi cho rằng, nếu như hai đứa nhỏ này không đặt chân vào lĩnh vực siêu phàm, cũng sẽ bị ông hành chết. Trung Dung nói, tiểu Tống, kế tiếp hai đứa nó đều giao cho cậu, cậu mang bọn nó tiến vào phế thành địa tiên, tạm thời đừng ra ngoài. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mật địa thần bí như thế, sẽ có người tinh cầu siêu phàm tới nơi này tranh đấu, lại còn bị bọn họ đuổi kịp. Một con bạch khổng tước nói với bọn họ, đi tới một bước siêu phàm này không dễ dàng, nếu như không muốn tham dự trận chiến siêu phàm, ở lại phế thành địa tiên là được, sẽ không bị công kích. Người của Tân Tinh đến mật địa thăm dò đã rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không biết nơi này còn có một di chỉ tàn thành, nơi các địa tiên cổ đại sinh sống. Lão đầu tử Tống ra khuyên nhủ, lão Trung, ông thong thả một chút, đã hơn 100 tuổi, còn có cái gì không thỏa mãn? Nhất định phải tham dự trận chiến siêu phàm, ông ấy à, có đôi khi khiến cho người ta không hiểu nổi. Lúc ấy, khi Trung Dung đưa ra quyết định, lão Tống đã rất sốc. Trong ấn tượng của ông ta, lão đầu Trung gia Su Cát Tị Hung, hết thảy đều là vì để sống lâu hơn, hôm nay khí phách kinh người, lại muốn tham gia trận chiến siêu phàm. Nếu không điên cuồng một lần, tôi thật sự sẽ già đi. Trung Dung nhìn về phía cuối chân trời nói. Lão đầu tử Tống gia nhìn gương mặt trung niên 40-50 tuổi của lão Trung, rất muốn nguyền rủa một câu. Cái lần lão ta khiêng khoang cứu sinh chạy trốn mới cách đây bao lâu, vừa mới kéo dài mạng thành công, giờ đã lại kêu già. Lão Trung, nếu ông còn không già nữa, người nhà ông đều sẽ phát điên mất. Tống gia lão đầu thở dài. Trung Dung lắc đầu, nói, tôi nói già, là già trên cửa ải tu hành, nếu không có lối thoát, không thể nhanh chóng tăng cấp trên phạm vi lớn, con đường đời này của tôi sẽ đi đến điểm cuối. Lão Tống nói, ông cũng không nhất thiết phải tham gia trận chiến siêu phàm, quá nguy hiểm, người đi ra từ ba khỏa tinh cầu siêu phàm kia vừa nhìn liền biết là không dễ chọc. Tôi cũng không phải dễ chọc, công pháp tôi luyện tốt hơn của bọn họ, hơn 100 năm nền tảng sâu hơn bọn họ, tôi không đi tranh top 10, tôi chỉ cần phần thưởng của vị trí cuối cùng trong top 20. Trung Dung nói, rất tự tin, cũng có định vị rõ ràng với mình. Tiếc nuối lớn nhất của lão là Tân Tinh không có vật chất phi thường, lão đã bỏ lỡ quá nhiều. Lão Tống không nói nên lời. Nếu thật sự phải nói, Tân Tinh tuy rằng không phải tinh cầu siêu phàm, nhưng lão già Trung Dung lại thu thập được một nhóm kinh văn kinh người nhất. Từ bí thiên của đạo giáo Tổ Đình, đến ngọc thư ngũ sắc trong truyền thuyết, rồi đến kim đan đại đạo của Trần Đoạn, Trung gia đều thu được. Hình như tôi nhìn thấy một người quen, tiểu Tống, cậu mang theo hai đứa nhỏ này vào phế thành địa tiên phía trước, tôi đi xem một chút. Trung Dung nói xong liền đuổi theo. Lão Trần nhanh như chớp không thấy bóng dáng, ông ta thật không ngờ lại nhìn thấy lão già Trung Dung ở sâu trong mật địa. Đến lúc này, ông ta đã tin tưởng truyền thuyết kia, lão Trung khổ tu hơn 100 năm, là nhân vật tuyệt đỉnh trong lĩnh vực cựu thuật. Tiểu Trần, tôi nhìn thấy cậu rồi, tôi đã sớm biết cậu chưa chết, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Đừng chạy, hai chúng ta tổ đội, cùng nhau hợp tác, thu hoạch cơ duyên siêu phàm. Trung Dung sải bước một đôi chân dài, vèo vèo đuổi theo. Lão Trần ngán ngẩm, ở thời đại này,
Tại Tân Tinh cùng cựu thổ cũng chỉ có lão yêu quái này là dám gọi ông ta là Tiểu Trần. Sâu trong mật địa có phế thành địa tiên, có thể che chở người rút khỏi siêu phàm chiến, ở trong tàn thành không được dùng vũ khí, có thể bảo đảm người trong thành không việc gì. Tuy nhiên, ở các khu vực bên ngoài sẽ không có tiến hành loại bảo hộ như vậy. Người không bước vào lĩnh vực siêu phàm thì không được che chở, tựa hồ vô luận là ở mật địa hay là ở ba tinh cầu siêu phàm đều tương đối tán thành chuyện này. Không siêu phàm liền coi như là phàm nhân, không chiếm được sự coi trọng của văn minh siêu phàm. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 404, gặp lại nhau hai. Vương Huyên một đường chạy đi cực nhanh, dọc đường mấy lần gặp phải người của ba tinh cầu siêu phàm, hắn đều không để ý tới, từ trong rừng xông qua. Người của Âu Lạp Tinh này rất lợi hại, có người từ xa nhìn thấy hắn, có chút kiêng kỵ, không dám động thủ. Vương Huyên hiện tại đầu đội hộ cụ tinh xảo, thân mặc chiến y kim loại sáng bóng, bị nhầm là cường giả trẻ tuổi của một trong bốn tổ chức lớn của Âu Lạp Tinh. Vương Huyên tìm kiếm thật lâu cũng không có nhìn thấy người của Tân Tinh, ven đường chỉ nhìn thấy một ít vết máu, lòng hắn trầm xuống. Ba tinh cầu siêu phàm Âu Lạp, Vũ Hóa, Hà Lạc lần lượt xuất hiện mấy nhóm người. Cuối cùng, sẽ có 12 tổ chức, 120 cường giả trẻ tuổi, lui tới khu vực bên ngoài mật địa, khi đó sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất. Thế nhưng, Âu Lạp Tinh đã sớm bị Vương Huyên giết chết một tổ. Khu vực bên ngoài và sâu bên trong mật địa được phân chia theo độ nồng nặc của năng lượng, mặc dù bên ngoài tương đối mỏng, nhưng vẫn có quái vật rất đáng sợ. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Mã Đại Tông Sư rất cẩn thận, hơn phân nửa thời gian đều là bốn vó hạ xuống đất không tiếng động, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ rất khó tìm được nó. Không có dấu vó, không có manh mối rõ ràng. Giống như khi Vương Huyên phát lực chạy như điên, một bước đi ra chính là cách 120 thước, đem mặt đất bị dẫm lên chấn nứt, dấu chân vô cùng rõ ràng. Buổi chiều, Vương Huyên rốt cục phát hiện dấu vó ngựa của Mã Đại Tông Sư, mặt đất bị nghiền nát, bốn phía vết nứt rậm rạp. Sắc mặt Vương Huyên khẽ biến, điều này chứng minh Mã Đại Tông Sư gặp nạn, cho nên phát túc chạy như điên, đây cũng không phải là tin tức tốt. Lúc này đây, hắn một đường truy tung, vó ngựa sẽ ngẫu nhiên biến mất, chứng minh Mã Đại Tông Sư quả thật thông linh, cứ chạy một đoạn đường sẽ thu liễm dấu vết của mình. Trước khi mặt trời lặn, Vương Huyên nhìn thấy Mã Đại Tông Sư trong rừng rậm xa xa. Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống, trên người bạch mã câu có chút vết thương, nhất là trên mông, dường như bị trúng một mũi tên, hiện tại miệng vết thương còn đang chảy máu. Triệu Thanh Hạm không ở bên cạnh nó, đây là đã xảy ra chuyện sao? Mũi Mã Đại Tông Sư đang phun bạch quang, phẫn nộ gặm cỏ tươi, tựa hồ nghẹn một bụng lửa. Vương Huyên rất nhanh tiếp cận, Mã Đại Tông Sư thân là dị thú, cảm giác cực kỳ nhạy bén, còn cách rất xa đã đột ngột ngẩng đầu ngựa nhìn về phía này. Cùng lúc đó, Vương Huyên cách rừng rậm lấy lĩnh vực tinh thần cảm giác, nhận ra Triệu Thanh Hạm cũng ở khu vực đó, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn đến gần, Mã Đại Tông Sư ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó ý bảo hắn nhìn Triệu Thanh Hạm cách đó không xa, ý tứ kia giống như là đang khoe thành tích. Sau đó, nó liền đem cái đầu to tiến lại gần, tựa hồ là đang đòi cái gì đó. Vương Huyên trực tiếp kéo cái đầu cực lớn của nó sang một bên, đi về phía trước, dưới chân phát ra âm thanh. Triệu Thanh Hạm thu thập một ít dược thảo, đang nghiền nát trên tảng đá, chuẩn bị đắp cho Mã Đại Tông Sư. Hiện tại đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cô rất cảnh giác, nhẹ nhàng né tránh, cầm chủy thủ hợp kim núp ở phía sau một gốc đại thụ. Vương Huyên. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhất thời lộ ra hào quang sáng lạn, một ngày một đêm, trải qua rất nhiều hung hiểm, lại một lần nữa nhìn thấy người quen thuộc, tràn đầy vui sướng. Khi ở Tân Tinh, cô chưa từng trải qua những chuyện này, luôn thong dong và bình tĩnh, phần lớn thời gian đều rất lãnh diễm. Khi cười rộ lên lại rất sán lạn kiều diễm, nhưng rất ít khi lộ ra tâm lý dao động chân thật. Ở trong phiến mật địa này, khắp nơi đều là quái vật, còn có truy sát đến từ người dị vực, hiện tại cô không còn che giấu tâm tình của mình nữa. Cô không bị thương không? Vương Huyên hỏi cô. Tôi không có, nhưng một vị đội viên đội thám hiểm đã chết, bạch mã câu cũng bị trúng tên. Cô khẽ thở dài. Một vị thần xạ thủ dị, vực rất đáng sợ. Mã Đại Tông Sư cõng một nữ đội viên đội thám hiểm bị thương của cô cơ hồ đã thoát ly khỏi tầm mắt của người kia.
cách nhau xa như vậy, nhưng gã vẫn liên tục bắn tới, còn làm Bạch Mã Cầu bị thương. Hơn nữa, nữ đội viên đội thám hiểm kia cũng bị bắn hạ. Nếu như không phải khoảng cách thật sự quá xa, cô cùng Mã Đại Tông Sư cũng sẽ bị bắn chết. Triệu Thanh Hạm không phải là một cô gái nhu nhược, sau khi ngắn ngủi thương cảm cho cô gái kia đã rất nhanh liền khôi phục lại. Sao anh lại mặc quần áo của người dị vực, không có bị thương chứ? Triệu Thanh Hạm tiến lên, đánh giá trên dưới toàn thân hắn. Nhìn thấy quái vật siêu phàm, một nhóm người dị vực bị đoàn diệt, tôi hữu kinh vô hiểm từ phụ cận xào huyệt siêu phàm chạy thoát. Đúng lúc này, Mã Đại Tông Sư nghiêng đầu, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm Vương Huyên, giống như là có chuyện muốn nói. Vương Huyên đẩy đầu ngựa sang một bên, tiếp tục nói chuyện với Triệu Thanh Hạm. Mã Đại Tông Sư nhất thời nổi giận, cố chấp đem đầu ngựa chen vào giữa hai người, chắn ngang ở đó, nhìn chằm chằm Vương Huyên. Triệu Thanh Hạm nhất thời nở nụ cười, nói nó đang nhớ con sâu mà anh hứa hẹn với nó đó. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 405, gặp lại nhau bà. Quần áo phòng hộ của cô đều bị gai cắt rách, giữa tóc còn mang theo mấy phiến lá cây, dưới tình huống chật vật chạy trốn này, dung mạo Triệu nữ thần vẫn hơn người như trước. Dáng người cô cao gầy xinh đẹp, đôi chân thẳng tắp thon dài, khuôn mặt mỹ lệ và trắng mịn, dưới sự tôn lên của bộ đồ bảo hộ bị hỏng lại có một vẻ đẹp khác. Mã Đại Tông Sư gật đầu, ý tứ kia là mau thực hiện lời hứa, sâu bị tao dùng. Vương Huyên còn chưa nói xong, Mã Đại Tông Sư đã muốn cùng hắn luyện đàm thối. Vương Huyên vội vàng đẩy nó ra, nói đừng nóng vội, tao có thứ tốt cho mày. Hắn lấy ra 4 viên trái cây trong suốt, nhét vào miệng Mã Đại Tông Sư. Biết đây là cái gì không? Đây là hạt quả yêu ma, tao cố ý giữ lại đấy. Mã Đại Tông Sư mở to hai mắt, sau đó nổi giận, thịt quả đâu? Bị ngươi ăn, cố ý lưu lại hạt quả cho bổn mã. Thật sự là khinh ngựa quá đáng. Trong mắt nó bốc hỏa, há miệng cắn về phía đầu ngón tay Vương Huyên, quá khi dễ ngựa. Vương Huyên vội vàng né tránh. Không thể không nói, Mã Đại Tông Sư thật sự sắp thành tinh. Nó ra hiệu bảo Triệu Thanh Hạm lên ngựa, muốn dẫn cô chạy trốn, không để cô gái này lưu lại bên cạnh Vương Huyên. Triệu nữ thần nhất thời nở nụ cười, vội vàng trấn an nó, cũng bôi thuốc lên vết thương của nó. Mặc dù cô đã trải qua nhiều lần nguy hiểm, nhưng bây giờ cười rộ lên vẫn có một loại phong vận thanh xuân và ngọt ngào rực rỡ. Đôi mắt to chớp chớp, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khí tức ánh nắng mặt trời. Con ngựa chết tiệt, mày thật sự thành tinh rồi à, vậy mà muốn bắt cóc người bỏ trốn. Vương Huyên cho nó tát một cái, nói đây là quả yêu ma, thịt quả tao dám ăn sao? Tao đã phải mạo hiểm mạng sống của mình để nhặt hạt về cho mày. Nhân bên trong đó ẩn chứa một bộ phận năng lượng thuộc tính siêu phàm, mày không cần phải không, vậy thì tao cho dã thú ăn. Răng rắc. Mã Đại Tông Sư một ngụm liền cắn nát một hạt quả, nhanh chóng nhai nuốt, sau đó trợn tròn mắt, nó rơi vào tình huống tự vả mặt. Ngay sau đó, nó một ngụm cắn nát 3 cái hạt còn lại, chạy sang một bên nuốt. Không thể không nói, quả yêu ma có tác dụng kinh người với thú loại có huyết mạch siêu phàm. Đêm nay, Mã Đại Tông Sư ở cách đó không xa, cả người phát sáng, lực lượng của nó đang tăng trưởng. Vương Huyên và Triệu Thanh Hạm ngồi bên lửa trại nướng một ít thú rừng, hái một ít quả mọng, vừa ăn nói chuyện phiếm. Vương Huyên quyết định, sáng sớm ngày mai mang theo bạn học Triệu rời xa. Khu vực này, đem chiến trường giao lại cho người của 3 tinh cầu kia, hắn sẽ không tham dự. Nhưng ở thời điểm cuối cùng hắn sẽ quay trở lại để thu lãi suất. Bởi vì, những người này đuổi giết Triệu Thanh Hạm, bắn bị thương Mã Đại Tông Sư, còn giết một ít đội viên đội thám hiểm. Ở khu vực bên ngoài, là cuộc chiến dưới siêu phàm tranh đoạt bảo vật do liệt tiên lưu lại, kỳ vật kia có thể thay đổi vận mệnh, hắn không có ý định nhường cho người của 3 tinh cầu siêu phàm. Sau khi ăn xong dã thú, hai người cách nhau không quá nửa mét, sóng vai nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Mà Mã Đại Tông Sư ở một bên giống như một cái bóng đèn có thể phát sáng, nó đang chậm rãi lột xác. Những người dị vực kia rất lợi hại, bất kỳ một người nào cũng có thể uy hiếp Bạch Mã Câu, chứng tỏ bọn họ đều là Đại Tông Sư. Triệu Thanh Hạm rất tỉnh táo, nhiều Đại Tông Sư trẻ tuổi như vậy làm cho cô cực kỳ lo lắng, sợ là rốt cuộc không thể trở về Tân Tinh được nữa. Vương Huyên nói, không cần lo lắng, không bao lâu nữa, chúng ta khẳng định có thể sống sót rời khỏi mật địa,
bình an trở về Tân Tình. Triệu Thanh Hạm nghiêng người qua, nhìn khuôn mặt hắn, phát hiện ánh mắt hắn nhìn lên tinh không rất sáng, rực rỡ hữu thần, tràn ngập tự tin, làm cho cô có chút an tâm. Sáng sớm, mặt trời đỏ mới mọc, năng lượng bồng bềnh trong rừng được chiếu rọi phát ra ánh sáng sặc sỡ, cực kỳ xinh đẹp. Vương Huyên bỗng dưng ngồi dậy, hắn biết có người tiếp cận, hẳn là ở rất xa đã phát hiện được Mã Đại Tông Sư bắt mắt, hiện tại đang vây quanh lại đây. Mã Đại Tông Sư cũng có cảm giác, mũi phun bạch quang, nôn nóng bất an. Triệu Thanh Hạm tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó lập tức thấy được người dị vực tới gần. Bốn phương hướng, mỗi hướng có một người, trong đó bao gồm cả thần xạ thủ kia, gã cầm trong tay một cây cung lớn, mũi tên sắt đá, lên dây. Cô rất khẩn trương, nhưng cuối cùng lại chậm rãi thả lỏng, đứng ở bên cạnh Vương Huyên, nói, chúng ta chung quy vẫn không thoát khỏi. Vương Huyên không nói gì, kéo cô ra sau lưng, hắn đối mặt với người đàn ông cầm cây cung lớn kia, cũng chỉ có người này là cần chú ý, tránh cho gã đột nhiên khai cung. Anh lại một lần nữa ở trong hoàn cảnh hiểm ác nguy hiểm đến tính mạng đi tới bên cạnh tôi, chắn trước người tôi. Triệu Thanh Hạm thì thầm, cô ngày thường luôn thông minh, bình tĩnh, rất ít khi cảm tính như vậy. Cô phát ra một tiếng thở dài, ở phía sau nhẹ nhàng ôm Vương Huyên, sau đó buông ra, nói, cảm ơn anh. Sau đó, cô muốn đi ra, đứng sóng vai bên cạnh anh, nếu kết cục đã định trước sẽ tàn khốc thì không cần phải trốn tránh gì nữa. Cô đừng cử động. Vương Huyên ngăn cản cô, đối với những người khác, hắn không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông cầm cung. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 406, thực lực hoàn toàn bại lộ 1. Sáng sớm, các loại yếu tố năng lượng hòa tính 10 phần, trộn lẫn hương vị tươi mát của cỏ cây, dưới ánh mặt trời ngũ quang thập sắc, chân thật hiện ra. Một ngày mới vừa mới bắt đầu, khung cảnh bình thản đã bị mấy vị khách không mời phá vỡ. Vương Huyên giằng co với bốn đại cao thủ, hắn trầm tĩnh không tiếng động, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, làm cho thân thể cao ngất của hắn như có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Ngươi là người Âu Lạp Tinh? Một người bên phe đối diện lạnh lùng hỏi, ngôn ngữ của gã rất khó bắt chước cùng giao tiếp, không giống ngôn ngữ của Âu Lạp Tinh. Vương Huyên thông qua lĩnh vực tinh thần hiểu được ý tứ của gã, đây là người của Hà Lạc Tinh, lại có một nhóm đại tông sư trẻ tuổi tiến vào mật địa, thực lực cực mạnh. Âu Lạp, hắn lớn tiếng đáp lại, hắn chỉ nói từ khóa của tinh cầu siêu phàm, người đối diện, hẳn là có thể hiểu được. Để cho nữ nhân phía sau ngươi lại đây, lưu lại con tọa kỵ kia, ngươi có thể rời đi. Gã đàn ông tay cầm cây cung lớn màu nâu nói, khóe miệng mang theo lạnh ý. Hắn mặc giáp trụ màu xanh, đúc thành từ một loại hợp kim nào đó. Ngay cả khuôn mặt cũng được bao phủ bởi một cái khiên kim loại màu xanh, có một loại cảm giác lạnh như băng. Bốn người đều mặc quần áo phòng hộ hợp kim tương tự, có chút âm trầm, lãnh ý 10 phần, lấy người đàn ông cầm cung làm người cầm đầu, thực lực mạnh nhất. Ánh mắt Vương Huyên đảo qua bọn họ, tỏ vẻ nghe không hiểu, nhưng trong lòng lại đang bốc lên sát khí, người đàn ông này còn muốn đánh chủ ý lên Triệu Thanh Hạm. Sau khi đi tới mật địa, những đội ngũ cạnh tranh và chém giết lẫn nhau này bắt đầu phóng thích bản thân, có vài người dần dần bắt đầu dựa vào tâm tính bản năng mà làm việc. Trong bốn người có một cô gái, cô ta có chút bất mãn với loại yêu cầu này của gã, hừ lạnh một tiếng, nhưng không ngăn cản. Kiri, Âu Lạp, Vương Huyên mở miệng, làm ra bộ dáng khó hiểu. Hắn muốn làm cho người đàn ông cầm cung buông lỏng cảnh giác, tốt nhất là cho gã phải ra dấu cùng khoa tay múa chân, ngón tay rời khỏi dây cung. Chỉ cần như vậy, hắn sẽ phát động một kích lôi đỉnh. Ở trong một khoảng cách như vậy, vô luận là Triệu Thanh Hạm hay là Bạch Mã Câu đều nằm trong vòng uy hiếp nghiêm trọng của thần xạ thủ này. Thần xạ thủ mặc giáp trụ hợp kim màu xanh quả thật rất mạnh, cảm giác nhạy bén, sở dĩ gã không ra tay trước tiên chính là vì cảm thấy người đàn ông phía trước làm cho gã có chút bất an, nội tâm lại có chút rung động. Gã lên tiếng muốn đòi Triệu Thanh Hạm cùng Bạch Mã Câu, kỳ thật cũng là một loại uy hiếp, ám chỉ gã có thể nhanh chóng hữu hiệu bắn chết một người một ngựa kia. Đồng thời, gã cũng đang thăm dò, muốn xem người Âu Lạp này có chần chừ hay không. Một người đàn ông trẻ, tuổi khác mở miệng, ra hiệu thay người đàn ông cầm cung, chỉ về phía Triệu Thanh Hạm, móc móc tay, cũng phát ra tiếng cười. Sắc mặt Triệu Thanh Hạm thay đổi, ngày thường cô luôn luôn bình tĩnh,
thong dong ứng đối với các loại chuyện, nhưng nơi này là mật địa, gặp phải đại tông sư dị vực, tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Tôi cõng cô phá vòng vây, ôm chặt. Vương Huyên thấp giọng nói, cũng đem hộ cụ chạm rỗng trên đầu mình đeo lên đầu cô. Hắn phát hiện người đàn ông cầm cung kia rất cẩn thận, tay không rời dây cung, Thủy Chung đang đề phòng hắn, rõ ràng đã gặp phải một nhân vật khó chơi. Vương Huyên không muốn chờ đợi nữa, ra tay là được. Tuy rằng Triệu Thanh Hạm nhìn không thấy hy vọng, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, không có bất kỳ dây dưa nào, nằm trên lưng hắn, ôm cổ hắn. Cứng đầu kháng cự, ở một hướng khác có người lười biếng nói. Thần xạ thủ kia lại càng thêm trịnh trọng, nhắc nhở, người Âu Lạp Tinh này không thích hợp. Ba người còn lại đều ngẩn ra, bọn họ biết rõ thực lực của vị cầm đầu này, nhất là tinh thần lực cường đại, cảm giác cực kỳ nhạy bén. Ba người rất tín nhiệm gã, lập tức nghiêm trận chờ đợi, áp sát về phía trước, chuẩn bị vây săn. Mày tự mình cẩn thận, Vương Huyên nhắc nhở Mã Đại Tông Sư, sau đó chậm rãi đi bộ, đi về phía thần xạ thủ. Giáp trụ hợp kim trên người gã đàn ông đến từ Hà Lạc Tinh phát ra ánh sáng màu xanh, gã kéo căng trường cung, mũi tên sắt kia cũng có quang mang màu xanh. Giết! Ba người còn cực kỳ ăn ý với gã, cùng nhau động thủ, hoặc là nở rộ lôi đình, hoặc là huy động trường mâu, tất cả đều đánh về phía chỗ yếu hại của Vương Huyên. Thời khắc mấu chốt, Mã Đại Tông Sư đá hậu, ngăn cản một người, thi triển đàm thối. Ầm! Chỗ Vương Huyên đứng nổ tung, mặt đất vỡ vụn, đó là bởi vì hai chân hắn phát ra lực đạo quá mãnh liệt, dẫm nát núi non, hắn giống như là đang thuấn di, xuất hiện ở cách đó 20, mấy thước. Triệu Thanh Hạm nằm trên lưng hắn, cảm giác cương phong như đao, loại tốc độ này thật sự quá nhanh, cô nhắm mắt lại an tĩnh chờ đợi vận mệnh cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 407, thực lực hoàn toàn bại lộ 2. Một mũi tên sắt bay sượt qua huyệt thái dương của Vương Huyên, mũi tên tựa như que sắt bị nung đỏ, mang theo cảm giác nóng rực kinh người, cũng có năng lượng kỳ dị đang xé rách. Loại mũi tên mang theo năng lượng cổ quái này, mặc dù chỉ bay sượt qua cũng có thể xé rách da thịt người, có lực sát thương vô cùng khủng bố. Khi ở Hà Lạc Tinh, thần xạ thủ này từng một mình đối đầu với 5 vị đối thủ cùng cấp độ. Sau khi bị gã kéo dài khoảng cách, trong vòng một khắc gã đã bắn chết 5 vị đại tông sư, chiến tích kinh người. Mũi tên sắt bay tới, năng lượng kỳ dị kia không thể đả thương Vương Huyên, hai má cùng huyệt thái dương của hắn đều có ánh sáng vàng nhạt lóe lên, khó đả thương thân thể hắn. Mũi tên sắt kia bắn xuyên qua 7 gốc đại thụ chọc trời, sau khi bắn vào gốc đại thụ thứ 8, toàn bộ thân cây ầm ầm nổ tung, tán cây khổng lồ ngã xuống, ầm ầm rung động, giống như là động đất. Vương Huyên cảm thấy loại mũi tên này rất khó có thể xuyên thủng bề mặt thân thể hắn, kim thân thuật tầng thứ 7 hậu kỳ có thể ngăn cản loại mũi tên thần bí khủng bố này. Nhưng hắn không có ý nghĩ cho người ta xem mình như bia ngắm để bắn, hắn sợ sau khi trúng tên, cái loại lực trùng kích cực lớn này sẽ làm cho làn da của hắn đau nhức, thậm chí thoáng mất đi thăng bằng. Hắn cần chú ý chính là không thể để cho mũi tên đến quá gần Triệu Thanh Hạm, mặc dù chỉ là lướt qua, cũng có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Đến đi, Âu Lạp. Kỳ thật Vương Huyên lo lắng nhất chính là thần xạ thủ đột nhiên cho Mã Đại Tông Sư mấy mũi tên, hắn chỉ đầu cùng ngực mình, khiêu khích đối phương. Người đàn ông mặc giáp trụ hợp kim màu xanh, tay cầm cung lớn, hai mắt lạnh lùng, liên tiếp khai cung, mũi tên sắt như cầu vồng, giống như là một đạo lại một đạo lưu quang xuyên qua trong rừng rậm. Hơn nữa, gã cũng đang di động rất nhanh, không chỉ muốn giữ nguyên khoảng cách với Vương Huyên, còn đang điều chỉnh phương vị. Để Vương Huyên cùng Mã Đại Tông Sư ở cùng một đường, gã chỉ cần một mũi tên ra ngoài là có thể trực tiếp uy hiếp đến một người một ngựa. Vương Huyên tự nhiên sẽ không để cho gã như nguyện, biến hóa phương vị, không cho gã cơ hội một mũi tên trúng nhiều đích. Mũi tên này rất đáng sợ, mỗi một mũi tên bay qua đều phát ra tiếng nổ vang, giống như một đạo lại một đạo sấm sét nổ tung trong rừng núi, đinh tai nhức óc. Từng hàng đại thụ ngã xuống, bị bắn nổ. Trong rừng rậm từng đạo lại từng đạo lưu quang xẹt qua, mỗi mũi tên đều sáng rực, giống như tia chớp đan xen. Thần xạ thủ sắc mặt thay đổi, bất an trước đó đã biến thành sự thật, cảm giác nhạy bén của người này làm cho gã đều có chút sống lưng phát lạnh, vậy mà lại tránh được tất cả những mũi tên kia. Điều này có nghĩa là gì? Năng lượng tinh thần của đối phương cường đại đến thái quá,
tối thiểu là còn cao hơn gã một đoạn. Người Âu Lạp Tinh nhát gan, ngươi chỉ biết cõng nữ nhân kia chạy trốn sao? Đến đây, đánh nhau với chúng ta, ta một tay liền bóp chết ngươi. Người phía sau có chút nôn nóng, muốn kích thích đối thủ, để cho hắn dừng lại. Đừng gào, hắn nghe không hiểu đâu. Một người khác nói, ở phía sau đuổi giết. Vương Huyên sắc mặt lãnh đạm, không để ý tới truy binh phía sau, hắn chợt trái chợt phải, biến hóa phương vị, hơn nữa còn đem khoảng cách với thần xạ thủ kéo dài đến khoảng 80 thước. Đối với Đại Tông Sư mà nói, đây là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, tốc độ của người ở cấp bậc này quá nhanh, có lẽ vài bước là có thể xông tới trước mắt. Thanh âm rung động của dây cung không dứt bên tai, trong nháy mắt, thần xạ thủ một giây lắp vào 5 mũi tên, trong nháy mắt gã dương cung. Cũng đồng thời chấn cung, làm cho nó rung động, kết quả đồng thời bắn ra 5 mũi tên, phong bế tất cả các phương vị của Vương Huyên. Lúc trước, gã chính là dùng loại tuyệt học này, một người bắn chết mấy vị đại tông sư, chính mình một chút thương tích cũng không có, ở từ khoảng cách rất xa, giết chết tất cả đối thủ. Ánh mắt Vương Huyên thay đổi, thần xạ thủ này quả nhiên không đơn giản, đổi lại là người cùng cấp độ tuyệt đối đã sớm bị bắn chết. Hắn chọn một phương vị phá vòng vây, mũi tên phát sáng mang theo năng lượng kỳ dị kia đã đến trước mắt, Vương Huyên nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt mũi tên. Nhưng mà, đây là bí tiễn của thần xạ thủ, có cổ quái, trên mũi tên có phủ văn sáng lên. Trong nháy mắt chấn động khiến năm ngón tay hắn thoáng buông ra, lại thêm mũi tên trơn bóng như cá bơi, trơn trượt xuyên qua. Mũi tên bắn vào ngực Vương Huyên, hắn tay cầm đuôi mũi tên, khá giật mình, thầm than bí pháp của tinh cầu siêu phàm thật sự không đơn giản, khó lòng phòng bị. Đây là một mũi tên chết người chân chính. Bình thường mà nói, 9 thành 9 đại tông sư đều rất khó tránh được một giây năm bí tiễn như vậy bắn chết. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 408, thực lực hoàn toàn bại lộ 3. Ha ha, chúng tên rồi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nữ nhân của ngươi, thiên mã của ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Phía sau có người cười to. Triệu Thanh Hạm mở mắt ra, nhìn thấy Vương Huyên một tay nắm chặt đuôi mũi tên, còn mũi tên thì cắm vào lồng ngực hắn. Vương Huyên, cô vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, có chút run rẩy, muốn chạm vào chỗ hắn bị trúng tên. Lúc này, thần xạ thủ phản ứng tương đối dị thường. Gã đang bạo lui. Người này phản ứng nhạy bén, cảm giác kinh người, hắn biết rõ uy lực của một mũi tên kia của mình. Cho dù là đại tông sư đứng đầu trúng tên, ngực cũng sẽ nổ tung, sẽ xuất hiện lỗ máu to bằng miệng chén. Nhưng trên ngực người đàn ông kia căn bản không có máu bắn tung tóe, mặc dù đối phương lảo đảo, giống như là không chống đỡ nổi. Nhưng lại không thể gạt được thần xạ thủ, một mũi tên kia không bắn xuyên qua đối phương, đây là muốn dụ giết gã. Sau một khắc, Vương Huyên ổn định thân hình, một đường điên cuồng đuổi theo, đối thủ rất lão luyện, kinh nghiệm phong phú, căn bản không bị lừa. Đất rừng nổ tung, hai đại cường giả nhanh như chớp, khu vực bị dẫm đạp tất cả đều là hố lớn, lực lượng cực lớn làm cho các loại đá đều bị đạp nát. Thần xạ thủ sắc mặt trắng bệch, gã biết mình đã gặp phải khắc tinh đáng sợ nhất, đối phương nhất định luyện thành loại thuật hộ thể như kim cương thân. Hơn nữa còn đạt tới cấp độ tuyệt đỉnh của phàm nhân, có thể ngăn cản bí tiễn của gã. Loại người này ở lĩnh vực đại tông sư đã ít có đối thủ, một khi bị hắn đến gần, sẽ không có kết quả gì tốt. Ầm ầm, cỏ cây bạo nát, Vương Huyên đuổi kịp thần xạ thủ, tuyệt tình ra tay. Vị đại tông sư trẻ tuổi đến từ Hà Lạc Tinh đích thực là rất mạnh, cho dù là cận chiến, cũng lợi hại hiếm thấy, nhưng trong lúc liên tiếp va chạm với Vương Huyên, vẫn là không địch lại. Cánh tay của gã bị bàn tay phát ra kim quang của đối phương chấn cho gãy xương, cuối cùng, gã phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Vương Huyên một chưởng vỗ vào đầu gã, đem hộp sọ của gã đánh lún xuống, sống sờ sờ bị đánh chết. Vương Huyên không đánh vỡ hộp sọ, bởi vì luyến tiếc một thân giáp trụ hợp kim kia, cảm giác lực phòng ngự tương đối không tệ. Hai người ở phía sau vừa mới đuổi giết đến gần, kết quả chiến đấu đã đột ngột kết thúc. Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt thay đổi, nghiêm, trọng hoài nghi, đối phương đang dẫn dụ bọn họ tới đây, hai người không nói một lời, xoay người bỏ chạy. Vương Huyên ngũ tạng cộng hưởng, không chút giữ lại nào, vận dụng thể thuật của lão Trương, sau khi đuổi kịp một người liền toàn lực ứng phó, hắn sợ chỉ hơi chậm trễ, người còn lại sẽ chạy thoát. Thể thuật ghi lại trên 5 trang giấy thép vàng,
một khi thi triển, chính là hiện thân của chiến lực mạnh nhất của Vương Huyên. Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, người kia bị một chưởng của Vương Huyên chấn nát hộp sọ, té trên mặt đất. Đương nhiên, hắn lưu thủ, không muốn tay mình dính đầy máu cùng óc. Thời gian rất ngắn ngủi, hắn đã đuổi kịp một người khác, giao thủ ngắn ngủi, người này cũng bị giết. Triệu Thanh Hạm sớm đã mở to mắt, cảm giác có chút không chân thật, Vương Huyên liên tục giết ba vị đại tông sư. Cô không thể bảo trì được thong dong cùng bình tĩnh như ngày thường. Vương Huyên đổi hướng, muốn đuổi giết người thứ tư kia. Trong khu rừng núi ban đầu, Mã Đại Tông Sư vô cùng cường hãn. Nhân hạt của quả yêu ma dường như đã cải tạo cơ thể của nó, để cho nó phát sáng cả một đêm. Bây giờ thực lực của nó so với trước kia đã tăng lên một đoạn. Nó liên tục cắn đá, vậy mà có thể đánh có qua có lại cùng tên Đại Tông Sư kia, không thua địch. Vương Huyên thả chậm bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Thanh Hạm trên lưng, nói, cô đã biết thực lực chân chính của tôi, cô nói xem, tôi nên làm cái gì bây giờ? Vương Huyên quay đầu lại, nhìn Triệu Thanh Hạm sau lưng, bởi vì khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, đều có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của cô. Triệu Thanh Hạm nhìn về phía hắn, ánh mắt rất sáng, hơi thở yếu ớt khi cô thở ra phe phẩy lên trên mặt hắn, cô không có hề sợ hãi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Thì lúc này Vương Huyên đã buông cô xuống khỏi lưng, bởi vì Mã Đại Tông Sư bất mãn. Mã Đại Tông Sư mũi đều phun bạch quang, tức giận hết sức, không thấy. Nó liên tục đang đá rồi lại cắn, cùng địch nhân kịch liệt chém giết, cực lực ngăn cản đối phương chạy trốn sao. Kết quả hai người kia lại, xem như không có việc gì, ở đó mắt qua mày lại. Nó kêu lên, hí vang, đang phát tiết bất mãn nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền bỏ ngang không đánh nữa, dứt khoát thả người này đi. Vương Huyên nhanh chóng đi tới, nhất thời làm cho vị đại tông sư đến từ Hà Lạc Tinh kia lông tơ dựng đứng. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 409, chưa hẳn là người yêu một. Trên thực tế, từ khi nhìn thấy người của Âu Lạp Tinh này trở về, tâm của người này liền lạnh đi. Biết ba vị đồng bạn hơn phân nửa đã bị giết hại. Gã muốn lập tức chạy trốn, nhưng con ngựa này lại liều chết đánh nhau với gã, vừa mới xoay người đã bị con ngựa kia miệng phun lôi quang, bổ cho một cái, hiện tại thân thể vẫn còn có chút tê dại. Sau khi Mã Đại Tông Sư ăn quả yêu ma, à không, là hạt quả, uy lực của lôi đình phun ra đại tăng. Ầm ầm. Vương Huyên đi tới, trong nháy mắt, một đạo quang diễm khủng bố bay ra ngoài, đánh vào chính giữa thân thể người này, làm cho giáp trụ hợp kim của gã cũng trở nên đỏ bừng. Gã kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng cộng hưởng ngũ tạng, vận dụng bí lực ngăn cản ánh lửa, chỉ trong nháy mắt mà thôi, gã suýt nữa thì bị thiêu chết. Mã Đại Tông Sư bắt được cơ hội, phun ra một tia chớp, đánh người này bay ngang ra ngoài. Nó nhảy lên, thân thể nhanh nhẹn cùng linh hoạt nói không nên lời, trong nháy mắt đuổi theo đối phương, đến một cái mã đạp phi yến. Nó dẫm lên người vừa rơi trên mặt đất kia, dương dương đắc ý, nó cảm giác một chiêu này của mình tựa hồ rất có linh tính, có thể xưng là diệu thủ. Sau đó, nó chính là một trận vui vẻ, liên tục đá cùng dẫm lên, rất nhanh đã làm cho vị đại tông sư của Hà Lạc Tinh này rớt nửa cái mạng. Vương Huyên không có ý ra tay, hoàn toàn giao cho Mã Đại Tông Sư. Mặt trời mọc, khởi đầu vạn vật, trên lá cây hoa cỏ dây leo có giọt sương trong suốt chuyển động, dưới ánh mặt trời sáng rọi, các loại cỏ cây lưu chuyển bừng bừng sinh cơ. Rừng núi tràn ngập ánh nắng mặt trời, sương mù năng lượng bốc lên, thoạt nhìn yên bình nhưng thực ra là rất nguy hiểm. Những con chim săn mồi khổng lồ trên bầu trời cắt qua ánh bình minh, phát ra tiếng kêu bé nhọn, quái vật ở phương xa bỗng nhiên thét dài, chấn động cảnh đẹp yên tĩnh trong núi rừng lúc sáng sớm. Nhắc nhở đây là mật địa, mọi người phải cảnh giác. Triệu Thanh Hạm dáng người cao gầy, nhẹ nhàng cất bước đi tới. Cô hoàn toàn xem nhẹ tiếng chim kêu thú giống ở sâu trong núi rừng, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng tinh tế trong ánh nắng ban mai phiếm hào quang. Mái tóc trên vai cô dường như cũng đang phát sáng, ánh mắt cô rất sáng, đến gần nhìn Vương Huyên, không nói gì. Cô không sợ tôi giết người diệt khẩu sao? Vương Huyên thu hồi ánh mắt từ chỗ Mã Đại Tông Sư, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Không sợ. Triệu Thanh Hạm đi tới trước mặt hắn, dáng người cô cao lớn, ước chừng hơn 1m7. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lộ ra tươi cười. Tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Phần lớn thời gian cô tương đối lạnh lùng, bây giờ cười rộ lên, có vẻ đặc biệt sáng lạn cùng xinh đẹp,
có một loại khí tức thanh xuân cùng ngọt ngào. Sẽ không có người khác biết được chuyện anh trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành đại tông sư, đây là bí mật giữa anh và tôi. Triệu Thanh Hạm cười nói, tựa hồ rất vui sướng vì có thể giữ lại được bí mật chỉ thuộc về hai người. Hôm nay, cô nhìn thấy Vương Huyên ra tay, vậy mà liên tiếp giải quyết đại tông sư dị vực, nội tâm rung động, có như thế nào cũng không nghĩ tới bạn học Vương bên cạnh đạt tới loại cấp độ này. Một khắc kia, tâm thần cô đều có chút hoảng hốt, thật sự có chút khó có thể tin. Bởi vì, đây là người bên cạnh cô, tương đối quen thuộc, cũng hiểu rất rõ, nhưng mà, thực lực chân chính của hắn lại kinh người như vậy. Dưới ánh sáng nhu hòa rạng rỡ của mặt trời mới mọc, khóe miệng Triệu Thanh Hạm khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười, đặt hai tay lên vai Vương Huyên, cẩn thận nhìn hắn. Cô nhẹ nhàng nhón chân, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt Vương Huyên một cái rồi lùi lại, đôi môi đỏ tươi rất gợi cảm, ở giữa ánh mặt trời càng lộ ra kiều diễm. Hành động này có chút ngoài dự liệu của Vương Huyên. Hắn nói giết người diệt khẩu, tự nhiên là đùa giỡn, đối phương cũng hiểu được, đồng thời Vương Huyên tin tưởng cô sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Theo hắn thấy, bạn học Triệu rất lý trí lại thông minh, có nguyên tắc của mình, rất biết cách xử lý sự tình, nhưng đối xử đối với bạn học như hắn quả thật không tệ. Trước khi đến mật địa, cô đã từng nói rằng miễn là cô không gặp vấn đề, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi đi tới nơi này, cô cũng quả thật là làm như vậy, để cho hắn đi theo bên cạnh cô, ngay cả ban đêm đi ngủ cũng liền kề. Cũng chính là bởi vì như thế, Vương Huyên mới có thể mạo hiểm cứu cô, dưới móng vuốt sắc bén của quái vật, hai người cùng nhau vượt qua bầu trời đêm. Ở trong mật địa, quan hệ giữa hai người tự nhiên kéo gần hơn không ít, bị đại giao đuổi giết, cùng nhau trải qua sinh tử kiếp nạn, có phát triển rất lớn. Có thể nói, hai người xem như bạn tốt, bạn học thực sự cùng chung hoạn nạn, quan hệ trở nên cực kỳ gần gũi, có thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng nếu nói, liên quan đến quan hệ sâu hơn nữa như người yêu, Vương Huyên cảm thấy khẳng định còn chưa đủ. Ở vấn đề này, hắn là lý trí, có nhận thức rõ ràng. Mà hắn cũng tin tưởng, Triệu Thanh Hạm càng lý trí, cũng càng bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 410, chưa hẳn là người yêu hai. Cùng chung hoạn nạn với nhau, Vương Huyên từng dốc hết khả năng cứu cô, bạn học Triệu hẳn là có cảm động, nhưng nếu nói trực tiếp biến thành thích thì vẫn có chỗ thiếu sót. Ở cấp độ này, hắn vẫn tương đối hiểu rõ Triệu Thanh Hạm. Cô có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, vô cùng bình tĩnh. Ngay từ thời sinh viên, cô đã phụ trách và xử lý một số công việc cụ thể của Triệu gia. Ở Tân Tinh, lực lượng khoa học kỹ thuật cực mạnh, sống trong thành phố hiện đại, cô có quyền sử dụng một bộ phận tài nguyên và lực lượng nhất định của gia tộc, tự bản thân có chủ kiến riêng mạnh mẽ. Thật lâu trước kia, Vương Huyên đã nói với Tần Thành, người bình thường căn bản không hạ được Triệu nữ thần, cảnh cáo bạn tốt, thanh tỉnh cùng hiện thực một chút. Trên thực tế, đó cũng là nhận thức rất thanh tỉnh của chính hắn. Cho nên, hành động vừa rồi của Triệu Thanh Hạm làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cẩn thận nghĩ lại, hai người ở trong mật địa cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, Vương Huyên mấy lần cứu Triệu Thanh Hạm khỏi tuyệt cảnh sinh tử. Triệu Thanh Hạm có lẽ là bởi vì cảm động mới thể hiện ra một mặt cảm tính khó có được. Nhưng thời gian hai người chân chính tiếp xúc với nhau còn chưa quá dài, cho nên Vương Huyên rất thanh tỉnh, hắn còn chưa tự luyến như vậy. Hắn cảm thấy hai người hẳn là ở trên mức bạn tốt, nhưng tuyệt đối không đến mức người yêu. Triệu Thanh Hạm lui ra sau hai bước, ngoại trừ trong nháy mắt hôn lên má Vương Huyên, thân thể cô thoáng có căng thẳng ra, cô rất nhanh đã trở nên thoải mái, không cảm thấy ngượng ngùng. Trong ánh nắng mặt trời dịu dàng vào buổi sáng sớm, cô mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp hữu thân, nói, tôi cảm thấy, mặc dù chúng ta đã biết nhau từ lâu, nhưng thời gian chân chính tiếp xúc thực sự là rất ngắn, gần đây mới bắt đầu. Anh đã cứu tôi nhiều lần, tôi rất biết ơn, cũng rất cảm động, cũng có một khoảnh khắc rất động tâm. Nhưng, tôi phải thừa nhận, chúng ta trên mức bạn tốt, nhưng nếu nói rằng quan hệ người yêu, thì chắc chắn không phải, không đủ, chưa đủ. Cô thẳng thắn thừa nhận rằng ở trong mật địa này, khi ở hoàn cảnh tính mạng thời khắc khắc bị uy hiếp, cô yếu đuối hơn rất nhiều. Dưới cảm động sau khi được cứu, lại dưới tình huống bây giờ chỉ có một mình cô biết bí mật của hắn, vừa rồi cô rất cảm tính nên mới hôn lên má hắn. Vương Huyên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thở dài,
không hổ là Triệu nữ thần, sau khi làm như vậy lại có thể bình tĩnh cùng thong dong như vậy, căn bản sẽ không thẹn thùng giống nữ sinh khác. Anh có gì để nói không? Triệu Thanh Hạm dáng người thon dài, khuôn mặt tinh xảo, mang theo tươi cười. Lời nên nói đều bị cô nói hết rồi, cô còn muốn tôi nói cái gì? Vương Huyên nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô vì khẽ nhếch lên. Dưới ánh mặt trời mới mọc lại càng thêm kiều diễm, luôn cảm thấy thân là đàn ông lại bị cô chiếm cứ chủ đạo, quá bị động. Tôi cảm thấy, tôi bị cô đùa giỡn, tôi muốn trả lại. Nói xong, Vương Huyên không chút do dự nâng mặt cô lên, rất trực tiếp ở trên bờ má tuyết trắng tinh tế của cô dùng sức hôn một cái. Sau đó, hắn lại hôn đôi môi đỏ mọng tươi đẹp gợi cảm kia, thế nhưng chỉ mới nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, đã bị ngón tay xinh đẹp chặn lại. Vương Huyên không miễn cưỡng, thay đổi hôn lên phần má bên kia. Trả lại gấp đôi, không còn bị động nữa, như vậy hắn mới cảm thấy không mất mặt thay cho các nam đồng bào. Triệu Thanh Hạm lấy hộp trang điểm mang theo bên người ra, nhìn vào gương nhỏ, sắc mặt lần đầu tiên ửng đỏ, hai bên sườn má cô đều có một dấu đỏ. Cô trừng mắt nhìn Vương Huyên một cái, dùng sức như vậy để làm gì? Người luyện kim thân thuật có tố chất thân thể tốt. Vương Huyên tươi cười rạng rỡ. Lúc này, hai người đều cảm thấy dị thường, rất nhanh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy, Mã Đại Tông Sư thò cái đầu to tới, ánh mắt u ám, đang thần bí hề hề nhìn trộm hai người bọn họ. Con ngựa này thật sự thành tinh rồi, vô thanh vô tức chạy tới đây, nhìn biểu tình kia của nó xem là đang suy nghĩ cái gì đây. Vương Huyên cho nó một cái tát, đẩy nó ra. Triệu Thanh Hạm cẩn thận, rất kinh ngạc, nói, ồ, hai bên thân thể bạch mã câu phồng lên, sẽ không phải là muốn mọc cánh đấy chứ. Vương Huyên cẩn thận quan sát, nói, vậy mà lần thứ hai phát dục, được, mày nhanh chóng biến thành thiên mã, đến lúc đó chở chúng tao bay ngang trời cao, đi sâu trong mật địa dạo một vòng. Mã Đại Tông Sư kiễng chân lên cao, ngẩng đầu lên, một bộ dáng hận trời quá thấp, không để ý Vương Huyên. Vương Huyên nhìn thoáng qua trên mặt đất cách đó không xa, vị đại tông sư của Hà Lạc Tinh đã sớm tắt thở, bị bạch mã câu vui vẻ đạp chết. Kế tiếp, Vương Huyên xuyên qua rừng rậm, không chỉ lột giáp trụ của bốn vị đại tông sư xuống, mà còn lục soát, thu thập các loại chiến lợi phẩm có giá trị khác. Sau đó, hắn lại tìm cơ hội, lấy ra một kiện chiến y của người Âu Lạp Tinh trong mảnh vụn phúc địa, đưa cho Triệu Thanh Hạm. Các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.